Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Bàn Hóng Lazada. Lần trước thì mình có review về một cái bộ khoan HFF ở trên Shopee. Cái mũi đấy khoan gỗ, khoan tôn thì được nhưng mà khoan sắt không được. Ngày nay thì mình sẽ review thêm một cái bộ mũi khoan sắt nữa trên Shopee, xem nó như nào. Rồi các bạn cùng xem video clip nha. Cái bộ này trong cái lô hàng mình mua từ cái shop của Vasta. Đây là trước là cái bộ khoan HDF khoan sắn này. Hôm nay thì mình sẽ mua bộ khoan Taro nhá. Cái này nó khoan sắt nhưng mà nó lại có cả mũi Taro. Đó. Rất hay. Cái này dùng để anh em chế cháo dùng khá hay nhiều. Để chúng ta khoan xong rồi và chúng ta sẽ có cái nó tạo gen này để mình có thể bắt gắn các con ốc và vít vào được sắt. Và con bộ khoan này chuyên khoan sắt. Và nó có cả phủ cả titanium. Bộ này chỉ có 6 mũi thôi. Sản phẩm này đang bán với giá là 100.000, khá là chát. 100.000 chúng ta sẽ có 6 mũi nhá. Con này nó sẽ là hai loại này. Thứ nhất đầu khoan xuyên phá sắt này, đầu tạo gen này. Đó, dưới là chuôi thì là chuôi lục giác. Đó. Chúng ta sẽ có là mấy cỡ đây? M3X 0.5 để từ mình xem lại cái phần dưới này. Thông số nhá. Thông số chúng ta sẽ có 6 mũi. Nó là thép 43 4341. Rồi. Có phủ titanium chịu nhiệt màu vàng. Sử dụng để taro gỗ nhựa. Ô. Nó có hai loại nhá. Ta gỗ nhựa nhưng không sử dụng được với kim loại, tôi chết rồi lại mua hớ rồi anh ạ. Cái này nó chỉ dùng taro được với gỗ thôi, không khoan được sắt. Thế thì đây, à đây, nó có bọn nó nhầm. Cái loại có nó có mấy loại này? 4341 thì là sử dụng với gỗ nhựa, 6542 thì sử dụng được với sắt thép nhưng mà không sử dụng được với inox. Cái bộ của mình là bộ bao nhiêu? Ui dồi, bộ này là bộ 4341 anh ạ. 4341 là chỉ khoan được gỗ với cả nhựa thôi, tôi lại mua nhầm rồi. Cái này không khoan được sắt thép. Sắt thép anh em mua cái 6542 này. Hoặc là mình dùng với HFFCO này. Cái HFF này là loại cứng nhất, nó chỉ khoan được sắt thép inox. Cái 6342 không khoan được inox. Ôi trời ơi, tôi lại mua nhầm rồi. Thôi, cứ dùng thử xem nó như thế nào nhá. Cỡ của nó đây. Nó có là mũi M10 là to nhất này, M8, M6, M5, M4 và M3. Cái chiều dài của nó đây. Cái mũi 10 thì là dài nhất này, phi 10 và sử dụng là 58. Đây. Đây, chúng ta bộ này. Rồi. Mua tôi mới để ý cái bộ này nó là 4531, 4541 chỉ là khoan được gỗ thôi, không khoan được sắt anh em ạ. Cây gì mở ra xem nhé. Chúng ta có 6 mũi này, 6 mũi rồi đây. Một cái mũi đầu tiên là cái mũi này, là không biết mọi người có nhìn được không, nó là M10 M10 X15 này. Một mũi nữa là M6 X1 HSS này. Mũi nữa là M5 nhá, M5 X08. Một mũi nữa là M4 X07. Một mũi nữa là M8 X1.25. Mũi cuối là M3.X05. Rồi, thử. Mình sẽ khoan trước với cái mũi nhỏ nhất, chính là M3X05.
thì ngon đâu rồi. Biết đây. Thủ nhẹ chưa thủ à? Còn ạ. Thủ nữa đây. Vừa tạo gen cho ngoài luôn. Cái này thì khoan gỗ chứ là ngon lành rồi. Mình thử mũi to nhất là mũi này nhá. M10 này. Đây, nó tạo gen này. Con này khoan yếu quá. Được rồi. Ốc pin này khoan yếu quá anh ạ. Phải đổ sang cái con Makita này. Chơi. Rồi chuyển sang cái con này. Thử xem nào. Con này khoán gỗ thì kinh rồi. Gỗ siêu khỏe luôn. Cùng vào cái thùng này. Thử quan sát xem nhá. Quan sát dùng con nhỏ xem nào. Ủa khoan, đóng vào mũi khoan này. Quan sát xem nào. Đây, cái mũi khoan này quan sát. Đấy, và cái mũi sắt là từ trước là video này, sắt hộp này. Đây có quan được không? Con này quan sát cũng còn phết anh ạ. Được. Quan sát thủng rồi này. Nó khỏe lắm. Thì mình sẽ thử các mũi nhá. Tại vì nó quan sát rất khỏe. Rồi. Mình thử khoan với... Cái lúc ấy là mũi M mấy đi nhỉ? Con này là mũi M6 rồi nhá. Nó khoan được này. Mình sẽ thử sang mũi to này. Mũi to là M10 này. M10 nó răng rất là nóng luôn. Rồi, khoan thử mũi M10 quan sát để xem nào. Khoan khá nóng thì mũi khoan khá nóng thì phải cho nước à. Nó nóng quá. Đó.
Nó chắc quá rồi. Sáng cái tay. Rồi, khoan được nhá. Mũi không mẻ chứ gì. Chị tháo ra. Rồi, giờ mình sẽ dùng lại cái mũi nhỏ nhất lúc nãy này. Mũi HFM3. Thử bếp nhé. Hai cái bếp này, mũi to nhất này, mũi nhỏ nhất đây. Nó cũng có vết sen đây này. Thì bác xem vào. Đây là khoan những sắt dày, cái sắt mỏng chắc là khoan được. Và tiếp theo mình sẽ khoan tiếp những con nhỏ nhất. Chứ con này mặc dù mũi 43-42 nhưng mà nó khoan sắt ngon phết đây này. Khá bất ngờ. Cái sen của nó khá là sắc luôn nhé. Còn mà mũi khoan sắt to hơn thì mua lại xịn hơn. Nhưng mà mũi này thì khoan khá là ok rồi. Đấy, khoan sắt rồi. Rồi, mình thử được 3 mũi rồi này. Mũi này. Mũi này. Thì thực ra thì cái mũi tiếp theo chắc là vẫn khoan được thôi. Đó. Anh em muốn thử một mũi nữa không? Mình thử một mũi này đi. Mũi này cũng khá là to. Thử mũi cuối cùng rồi nhá. Rồi. Làm tiếp mũi này là mũi chưa rồi? Xem mũi bao nhiêu rồi? Mũi này là mũi M8 nhá. Đây, mũi M8. Khó nét quá nhỉ. Nó tàn đến hết đi đâu. Rồi, tiếp theo mình sẽ khoan mũi M8 này nhá. Rồi. Chúng ta thử mũi M8. Tắt chế độ khuôn búa đi. Không được khuôn búa thì không khoan được. Yếu. Nó đang đúng. Mấy cái mũi này khoan to là phải nước nhẹ. Đang khoan thì bốc khói không ạ? Đây. Cái đầu nó đây. Đấy. Nó sắp ra gen rồi. Khoan tiếp phát nữa thì được thôi. Thì vừa mới xịt nước rồi. Khoan ngon nhá. Thử cả 4 mũi đều khoan ok hết. Mũi 10, mũi 8 này, mũi 13 này. Ngon lành kinh đào. Khoan được. Đây. Khoan nó đọc bằng tay luôn rồi, sợ thế. Bằng tay luôn. Đây, thì tháo ra nhá. Đây. Rồi, tổng kết lại với 6 cái mũi khoan. Lúc đầu mình tưởng là nó không khoan được sắt cơ. Nhưng mà kết quả là khoan sắt rất ngon luôn. Đây. Các cái đầu mũi này hầu như chẳng sứt mẻ gì. Nó không xi nhê gì luôn. Đây. Khoan mũi đầu to nhất này. Nhưng nó không mẻ cái gì luôn. Cái đầu mình vừa mới khoan xong cái mũi khoan 8 này. Thì nó hơi dính cái mặt sắt ở trên này. Đó. Nhưng mà khoan được nhá.
mình thử 4 mũi thôi, còn 3 mũi thì tương tự. Đây, quả đây, cho anh em xem này. Có gen thiết đàng hoàng nhá, mũi M10 này. Mũi nhỏ nhất này. Thì mũi nhỏ nhất này thì gen nó nhìn rõ nhất này. Tại vì cái sắt này nó cũng mỏng thôi. Đây cái mũi M8 này, nhìn thấy rõ cái gen không? Mọi người nhìn thấy rõ gen ở trên cái sắt không? Đây, mũi M8 này, nhìn rõ nét luôn này. Đó. Đấy. Quan sát ngon lành luôn. Đó. Đó. Nói chung ok anh em, với giá 100.000 thì được cái 46 mũi khoan cơ. Tính ra thì có khoảng 20 chưa đến mười mấy nghìn một mũi thôi, mà khoan sắt tạo gen khá là ngon. Tất nhiên là với cái sắt mỏng. Còn loại mà dày hơn thì anh em phải kiếm loại mã 6 bao nhiêu đấy. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và nhớ các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và gặp lại nhé.